Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Chưa có một dân tộc nào mà khi đất nước vạn hồi hòa bình thậm nhất đã có nhiều người bỏ nước ra đi tìm tự do nhiều như dân tộc Việt Nam. Sự ra đi vĩ đại và mất mát đau thương nhất trên đường bộ, nơi rừng sâu nước độc hoặc trên những con thuyền bè nhỏ linh đinh trên biển cả giữa dòng đại dương. Ngoài việc không may bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, tủi nhục hoặc bị gió to sóng lớn khiến không may bị đắm thuyền làm mồi cho cá ăn hoặc vùi thay dưới đáy lòng biển cả, sự chết chóc vô cùng to lớn và khủng khiếp này đã đánh đầm lương tâm nhân loại. Thật vậy, thử hỏi còn gì đau buồn và thống khổ cho bằng. Không ai nỡ lòng cam tâm rời bỏ quê hương xứ sở yêu quý của mình đến một đất nước xa lạ, khác hẳn hoàn toàn về ngôn ngữ, phong tục và tập quán, để sống một cuộc đời lưu vong bất đắc dĩ. Thử hỏi đất nước mình phải như thế nào mà người dân lại mất hết niềm tin và hy vọng, nên họ đã quyết tâm tìm sự sống trong sự chết để cứu vãn đời mình và tương lai cho con cái mình. Do đó đã phát sinh ra phong trào vượt biên vượt biển rầm rộ, để nỗi ngày nay người miền Bắc vẫn trên hành trình vượt biên vượt biển tìm đến các nước tự do để thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam, tìm cho bản thân mình một cuộc sống tự do, dân chủ, ấm no và hạnh phúc trên sự tư bản. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên của một cậu thanh niên trẻ vượt biên từ Việt Nam sang Anh Quốc. Cậu trai trẻ đã bơi xuyên đại dương để tìm người yêu đang cư trú ở Anh Quốc, nộp cho đường dây tổ chức là 5.000 đô la Mỹ từ Quảng Ninh qua Trung Quốc sang châu Âu tới nước Pháp rồi bơi sang Anh Quốc. Câu chuyện có tiêu đề Lội biển qua Anh, tác giả Phạm Hoàng Chương. Mời quý thính giả lắng nghe. Nhiều tháng lặn lội theo người dẫn đường từ Quảng Ninh qua tàu rồi sang Âu Châu tới Pháp, Dũng mới hay rằng có một nước nào ở Âu Châu muốn những người nhập cư lậu. 5.000 đô la gia đình nộp cho đường dây tổ chức coi như cái vẽ đường bộ từ Hải Phòng tới Tây Âu đã xong một phần. Giờ đây Dũng phải tự lo lại thân. Gia đình đã hy sinh nhiều cho Dũng, con trai út mạo hiểm, để có được tương lai như một số thanh niên trong tỉnh được bảo lãnh qua Mỹ, qua Úc theo diện đoàn tụ. Dũng chẳng có ai thân thích ở nước nào. Nghe người đi theo con đường này qua được Anh Quốc, cuộc sống cũng dễ thở, còn hơn là lay lất cực khổ ở Việt Nam. Những người ra đi gửi thư về cho hay, chính phủ Anh nhân đạo nhất Âu Châu hơn cả Pháp và Đức. Cảnh sát nhúng tụm nhân di trụ lầu, trừ phi họ buôn bán xì ke ma túy hay phạm pháp. Đi chuyện này Dũng còn có mục đích khác, gặp lại cô bạn gái tên là Hà đã theo gia đình qua Anh định cư hồi năm ngoái. Những cuộc sống lẻn lút ngày núp đêm lộ diện này làm nó mệt mỏi, đôi lúc muốn bỏ cuộc, nộp mình cho cảnh sát Pháp rồi ra sao thì ra. Mới 18 tuổi, nó còn khỏe, chịu đựng đói khát dễ dàng, nhưng các nước Âu Châu đời sống đắt đỏ, thực phẩm khan hiếm, khí hậu mùa đông khắc nghiệt làm nó lo lắng. Tự do nhân chủ hẳn nhiên là có, nhưng sống trên một sự nhân chủ văn minh mà liêu biêu, trong tuổi không tiền thất nghiệp mãi thì cũng khổ khổ như ăn mày ở Việt Nam. Số tiền đô la Mỹ mẹ nó dặm dụ cho đã cạn, đổi ra chỉ còn vài trăm euro với một chỉ vàng khâu vào quần lót phòng thân. Dùng theo lời chỉ dẫn, quả giang xe tới một nơi có vài chục người Việt lẫn người Trung Đông sống chui rút trong liều vải gần cai lát. Báo chí đăng tin
Họ nói cảnh sát Pháp ở đây tử tế làm ngơ, không muốn bộ rạp nhốt tù mất công nuôi. Ở đây ban đêm lai rai, có mấy người Pháp nhân đạo dọn bàn cho phân phát cơm tối và nước uống cho họ sống qua ngày. Dũng còn quen với mấy người Việt cầm liều ở khu rừng hỏi han cách sống nhu mục của họ, cảm thấy bớt lẻ loi phần nào. Một hôm, đang đứng chờ cơm trong hàng, Dũng nghe có người nói tiếng Việt. Quay lại chợt nhận ra Đằng và Hân, hai người cùng quê mặt mũi râu ria, đang to tiếng với một người Việt khác tới đòi nợ. Dũng ngạc nhiên kêu to: "Ủa anh Đằng, nghe nói hai anh có được Anh Quốc hồi năm ngoại rồi mà." Đằng ngượng ngập lụng tụng nói: "Lão, cho bà cụ khỏi lo đó mà, không dễ qua được Anh Quốc như mày tưởng đâu. Hai anh kẹt ở đây mấy tháng rồi, 6 tháng trời đất, phải có người môi giới tài xế xe tải tới bến tàu mới có hy vọng. Tao hết tiền rồi, mày còn tiền cho tao mượn 300 euro qua Anh Quốc tao trả lại. Em không có đủ, bạn dưới xe lửa đi đường ngầm qua Anh Quốc không được hả anh? Cho mà chết, nhiều người đi kiểu đó bị nghiền nát chết tươi, nguy hiểm lắm. Còn theo ghe đánh cá thì sao? Tụi cơm nó khóa hết mấy ghe đánh cá, một lần ghe ra khơi nó nhảy lên rồi đèn kiểm soát giấy tờ nghiêm ngặt lắm. Chỉ có cách trả tiền cho tài xế xe tải giấu trong container tới cái lát rồi chuyển xuống tàu là cách an toàn nhất. Thế là dùng theo hai người cùng quê này núp trong xe tải con chở tới một chỗ nọ, đầu sạc cành xe tải lén lút chuyển qua bên nóc mui xe tải dài bự 22 bánh, che mui bịt bùng rồi chui xuống qua một lỗ hở. Loại xe tải này ở Pháp nhiều lắm, ban đêm từ khắp nơi chạy ra bến tàu cái lát gần ở trạm cho cảnh sát kiểm soát. Họ có chỗ dự sủa ăn ăn, họ đốt một cái que dài từ dưới lên trên dọc theo hai bên hông xe để xem xét nồng độ carbonic, coi có dấu người trong xe không. Dục và mấy người đồng hành phải ngồi dưới đẩy xe, trên để hàng hóa, phải chụp kín đầu mặt bằng một bao ni lông kín thở để khỏi bị cái giò này phát giác. Được mấy phút thì Dục ngộp quả thảo bao ra, hai anh ngồi cạnh dừng dự la: "Mày muốn chết cả lù hả?" Trùm vô lại đầu nó. Được nửa phút nó lại sặc sụa kéo bao ra thở hổn hển. Vừa lúc nhân viên đang khám bên ngoài phát giác la to lên: "Có người trong xe!" Lập tức chó sống tới sủa ầm ĩ, cả bọn bị cảnh sát lôi ra nhốt tù rồi giải ra tòa mất toi tiền trả cho tài xế. Ra tòa dùng có luật sư chánh phủ biện hộ nên được chánh án tha bổng vì chưa tới 18 tuổi và không có thành tích bất hảo gì trước đây. Nó thất thiểu đi lang thang qua một trung tâm thể thao có hồ bơi, thấy ngựa ngáy trong người sau nhiều ngày không được tắm rửa, bèn bỏ ra 1 euro mua vé vào bơi lội. Nó quan sát thấy có nhiều thiếu niên đang tập bơi dưới sự chỉ dẫn của một huấn luyện viên khoảng ngoài 40 tuổi tên là Simon Kamat, bèn lễ phép xin đóng tiền học bơi. Thấy mặt mũi nó như người Ả Châu, ông hỏi: "Em từ nước nào tới đây?" "Dạ, từ Việt Nam thưa thầy." "Muốn học một khóa bơi căn bản hết bao nhiêu tiền?" "200 euro. Học 2 khóa 2 tháng là biết bơi rành rồi. Vậy thầy cho em đóng tiền." "Dạ, chừng nào bắt đầu?" "Sáng ngày mai đúng 8 giờ tới đây." Tối hôm đó, đứng trong hàng chờ cơm từ thiện, Đằng đứng cạnh Dũng hít hít phạt giác ra đầu cổ Dũng thơm tho sạch sẽ, bèn hỏi: "Mày tắm rửa ở đâu mà thơm vậy chị tao với?" Nó đành phải thú thực. Thế là chiều hôm sau, Đằng và một đám người tị nạn chen lẫn nhau trước cửa phòng bán vé hồ bơi,
Mua vé vô tận, ông Kamat phải ra lệnh cho đóng cửa không nhận khách nữa. Dục bị ông khiển trách. Nhưng thấy nó chịu khó, không bỏ sót một buổi tập nào, chú ý ngực cổ cao, tay vương xa ra trước bơi theo cách ông chỉ. Cũng đem lòng thương, ông và vợ đang ly thân, nên ở có một mình buồn. Có lần ông hỏi em học bơi để làm chi vậy? Nó nín thinh lặng lặng cột dây dày, không nói, làm ông cũng không hỏi nữa. Ở đây các tiệm buôn cơ sở kinh doanh không cho khách di trụ lầu vô mua sắm, nhất là những trung đông. Chợ hay chữa người là trong xe cũng bị rắc rối với cảnh sát. Nên tối xuống dục cùng đằng kiểm chỗ kín đáo trong công viên để qua đêm. Một đêm Si Mừng đang lái xe về nhà thì thấy dục và đằng co ro trong ảo lạnh, trùm kín đầu lang thang ngoài phố. Ông đồng lòng thương gọi hai đứa vô xe cho qua giang, chở thẳng về nhà, cho ăn pizza và thu xếp chỗ ngủ ngoài phòng khách. Dục hiệu và nói chút tiếng Pháp, nên khi thấy ông tử tế mới rụt rè thủ thực chuyện bị bắt trên xe tải trước đây, và thổ lộ là học bơi để lội biển qua anh. Si Mừng sửng sốt vì ý định tạo bào của thằng bé, nhưng không nói gì. Được 3 ngày thì Michael tình cờ tới thăm, thấy hai người là trong nhà, sợ hãi ra mặt. Khi hai người đi rồi, nàng khuyên anh lần sau đừng làm vậy nữa, vì có thể bị tù vài năm. Michael rất thông cảm những tị nạn bất hợp pháp, thường xuyên chống đối việc kỳ thị sắc tộc ở các tiệm buôn, nhưng nàng làm ở tòa án nên hiểu rõ luật. Quả nhiên hôm đó Simon được phone cảnh sát gọi lên hỏi. Có người báo cáo mấy anh cho hai người hình như là di trụ lầu vô xe chở đi tối hôm kia. Anh có công nhận không? Đúng, nhưng cho người qua giang là phạm luật sao? Phải, nếu là nhân di trụ lầu, ông có biết mỗi tháng có khoảng 500 dân di trụ lầu vượt biên qua anh không? Chính phủ mượn tụi tôi làm để dẹp các tài tị nạn và chặn đứng các vụ vượt biên như vậy. Ở trên ra lệnh cấm người địa phương không được giúp đỡ họ, vì như vậy sẽ khuyến khích có thêm nhiều người di lậu tới đây nữa. Ông đã chở họ đi đâu? Tới rạp cine, phim gì? Nói tiếng Anh tôi không nhớ tựa đề. Lần sau anh làm ơn nhớ kỹ, tuyệt đối không chở người là mặt. Bây giờ anh có thể về. Được 5 tuần, Simon chở Dục ra bãi bể cho nó bơi thử coi giá sức tới đâu. Nó bơi nguyên một tiếng đồng hồ trở về bờ, mặt xanh môi tím rìm vì lạnh, nhưng không đuổi sức. Ông phục lắm, hỏi lại nó lý do thực sự của anh là gì. Nó e thèm thủ thực để đoàn tù với người yêu nó tên là Hà, đang ở ngoài ô London với gia đình. Anh trai Hà là bạn thân nó, Hà trước kia cùng ở cùng quê nó. Simon lắc đầu thán phục. Tao phục mày đi bộ 4.000 cái số tới đây, rồi lại học bơi để qua anh gặp lại người yêu quả giọt. Dục có lần trộn lại trong chim ban đêm để có thêm thì giờ tập bơi cho nhuyễn. Sau khi nhân viên khóa cửa về, sáng hôm sau Simon tại mở cửa lôi đồ nghề ra thì thấy một bàn chân thò ra khỏi tắm mau giờ, biết ngay là ai. Lôi nó dậy tức giận mắng cho một trận. Mày muốn tao bị đuổi việc sao chở? Tuy vậy ông vẫn quan tâm tới cuộc sống lẹn lút của đám nhân ở lầu. Một đêm buồn không biết làm gì, ông lại xe ra bến tàu chỗ bàn cơm từ thiện nuôi người tị nạn. Đêm đêm đông đảo người xếp hàng, thấy có chủ đang lui cui lườm lặt các thau cơm thức ăn bình nước đổ tung tóe dưới đất. Vì cảnh sát bộ rách chạy xuống phù một tay với cô lo lắng hỏi họ chạy trốn đi đâu hết rồi. Tạm mạc trong rừng ban đêm rồi chùm lại từng nhóm đốt lửa sưởi cho ẩm. Ông sục sạo đi kiếm,
Thầy Dục bị đánh chảy máu mũi vì đòi nợ mà không có tiền trả cho người mượn để theo xe tải hôm nọ, bèn lại trở về nhà ngủ. Ông cho Dục cái áo vét xanh có công dụng như cái phao treo trên nóc áo. Dục mượn phone gọi nhà Hà, ông cha bắt phone cấm không cho gọi nữa, cấm cả con gái không được liên lạc với thằng hôn lệ vô gia cư ở lầu nữa. Ông đang được người cháu họ tên Phúc 30 tuổi qua anh đã lâu, đang làm chủ hai nhà hàng đông khách, với hứa hẹn cho gia đình ông cai quản một tiền. Trong con mắt lọi đời của ông thấy rõ con gái ông đang lọt mắt xanh của người cháu đầy tương lai, và ông sắp lên chức cha vợ của chàng giàu có này. Ông chỉ chờ anh này ngỏ lời hỏi Hà là sẵn sàng chấp thuận liền. Hà hiểu rõ mưu đồ của cha, biết ông làm vậy chỉ vì tương lai của gia đình mới chân ướt chân ráo của anh Quốc, nhưng không khỏi đau lòng vì tình yêu đã dành hết cho Dùng. Cậu con trai khôi ngô hiền lành bỏ làng theo qua đây vì mình hiện đang còn kẹt bên Pháp. Simon lại gặp rắc rối với cảnh sát vì lạng giềng báo cáo ông chữa chấp nhưng di trụ lầu. 7 giờ sáng, viên trung ủy tới gõ cửa, cho hai nhân viên xông vô nhà tìm kiếm Dùng. Thấy cây ghế salon có gối mền bừa bài, hắn ngoắc tay kêu ông vô hỏi ai ngủ đây. Simon bình tĩnh nói tôi ngủ, bộ nằm coi tivi cũng bị cấm. Lạng giềng tôi còn báo cáo ông những gì nữa, ông hành hung hẳn ta nữa phải không? Được rồi, lần sau chúng tôi sẽ tới khám nhà ông sớm hơn. Cảnh sát đi rồi, Simon đi tìm Dục thì thấy cái áo vẹt xanh treo trên móc áo đã biến mất. Dục đã lấy đi, có lẽ mặc nó để bơi có biển mang chi ngày hôm nay. Ông lại xe ra bờ biển, thấy một con chó ngoài một chiếc dép. Đúng là dép của Dùng. Một ông già nói con chó tha từ động quần áo đằng kia. Ông chạy vội lại coi thì đúng là quần áo của Dùng. Hoảng hốt, ông gọi ngay đồn biên phòng báo cáo Dùng đã bơi ra khơi, nhờ họ cho trực thăng và thuyền ra biển cứu hộ. Tên nó là gì? Mấy tuổi? Dùng 18 tuổi. Còn tên ông là gì? Simon Kamat. Thằng bé họ gì? Kamat. Nó là con nuôi của tôi. Nó bắt đầu rời bến lúc nào? Cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ. Lụi thụi trở về căn gác, Simon thấy Michael ngồi chờ ngoài cửa. Vào nhà cô pha cà phê cho Simon. Thấy anh ủ rù biết Dùng bơi ra khơi qua Anh Quốc sáng nay, an ủi. Nếu nhắm không đủ sức tiếp tục nữa, thế nào nó cũng quay về. Lúc đó thì đã trễ rồi, em đã bảo anh cố gắng lâu nay giúp cho nó để phải lo lắng như vậy à. Michael suy nghĩ một lát thở dài, em sợ hồi từ thiện của tụi em bị liên lụy, anh không bao giờ nghe lời em. Qua ngày sau, cảnh sát mời Simon lên đồn, viên trưởng đồn mời ngồi. Anh mà nhận thằng bé làm con nuôi hồi nào vậy? Good news. Họ đã tìm thấy nó. Nó bơi 5 tiếng trong nước cấm lạnh. Một ghe đánh cá thấy đã tới vớt nó lên. Nó hiện đang bị giải về nhốt tạm ở nhà lao. Anh dạy nó bơi. Vâng. Chỉ có 2 bài học căn bản thôi. Anh cho nó cái phao. Phải ảo ở nhà tôi. Vậy là anh nhưng có chữa chấp người di trụ lầu. Tôi có tờ khai của lạng giềng anh. Ông ta không ưa anh. Ông nói anh có quan hệ mờ ảo với thằng bé. Chắc anh hiểu tôi muốn nói gì. Vụ này rất tòa tụng kém lắm. Anh có biết không, còn vợ anh thế nào? Cô ấy là người tình nguyện tham gia công việc phụ giúp nhân di trụ lầu phải không? Phải. Chúng tôi ly hôn đã 8 tháng nay, đang chuẩn bị ly dị. Ông lạng giềng anh nói mới thấy anh và cô ta ở nhà sáng nay. Yêu cầu đừng kéo cô ta vào việc này. Cô ấy không dính dạng gì về việc tôi chữa chấp thằng Dục. Bộ phận chúng tôi là tìm cách buộc tội những ai binh vực cho bọn di trụ lầu.
Việc anh ly thân hay còn ở với cô ấy không thành vấn đề. Ok, được rồi. Tôi là dân gay, tức là BD. Tôi đi với đàn ông, tôi chữa chấp thằng nhỏ, tôi ngủ với nó. Nên Michael ly dị tôi, ông bằng lòng chưa? Viên trưởng Đồn trổ mắt nhìn Simon, không hiểu anh nói thật hay nói mỉa mai. Bỏ lên văn phòng gọi phone báo cáo và thịnh ý cấp trên. Nói Simon ngồi chờ, một lát được ra cho hay. Anh được hầu tra tại ngoại, nhưng không được ra khỏi quận. Mỗi ngày phải tới đây trình diện, anh có thể về rồi đó. Hai hôm sau, Simon đang coi học sinh đang bơi hồ tắm thì có phone gọi, một dòng nói lạ ướt sũng nước mắt vang lên trong phone. Simon biết ngay là của Hà Bồi Dũng. Cô gái vừa nói vừa khóc từ bên anh gọi sang thăm hỏi Dũng. Em là Hà à, tôi đang ở hồ bơi. Dạ thưa chủ, cảm ơn chủ đã giúp cho anh Dũng. Dũng bây giờ đang ở đâu vậy chủ? Đang bị nhốt tạm trong nhà lao. Nghe nói anh bơi qua biển bị bắt, chừng nào họ thả anh ra vậy chủ? Tôi không rõ, chắc khoảng một tuần. Em có gì nhận Dũng không? Chủ nói, anh cứ ráng ở lại Pháp đi, đừng tìm cách của anh nữa, nguy hiểm lắm. Ba con ép con lại chồng bên này rồi. Chủ nội ảnh quên con đi. Tháng chạp mùa đông giá buốt. Hai hôm sau, Simon nghe nói Dũng được thả ra nhưng không biết đi đâu. Anh lại sẽ tới chỗ phát cơm từ thiện, hy vọng gặp lại Dũng ở đó. Rất đông người không nhà, có ro trong áo ba đờ suit, đầu đội mũ len, cổ choàng khăn kín mít, xếp hàng chờ lạnh thức ăn. Quả nhiên anh gặp Dũng mừng rỡ. Mừng cho em có tự do lại, đừng lo. Tôi đang tìm cách coi ai có thể giúp em. Thôi em không muốn gây rắc rối cho thầy nữa. À Hà có gọi em, hồi nào? Thứ hai rồi. Nó nói gì vậy? Hà nói em đừng bơi qua biển nữa, nguy hiểm lắm. Nói em ráng ở lại Pháp, rồi từ từ qua mùa xuân sẽ tỉnh sau. Nó nói nó sắp lấy chồng bên đó, ba nó ép. Nó nói nếu được thì em quên nó đi. Người đàn ông vẫn hay làm từ thiện với Michael, bạn của Simon đang có mặt đó. Thấy anh tới bên cạnh nhìn quanh quốc, khuyên anh đừng ở đây lâu, hãy đi về. Nếu họ bắt gặp anh ở đây với thằng bé, sẽ đóng cửa quán cơm từ thiện này đó, về đi, tôi sẽ lo cho nó. Thấy Simon ăn mặc phong cách, hai mắt thực thờ, Simon cởi áo ba đờ suit ra choàng lên vai Dũng. Ông bạn hỏi, anh đừng lo, tôi sẽ kiếm quần áo cho nó sau, về đi coi chừng gây lụy cho tất cả mọi người ở đây. Simon nhìn Dũng, đưa tay ngắt mã nó, thương hại. Tôi về nghe, cần gì em cứ gọi. Dũng trưng trưng nhìn Simon cảm động, ửa nước mắt khẽ khẽ gật đầu. Simon bước ra xe, thoáng thấy Michael đựng sợi cơm trên cao đang trổ mắt nhìn anh. Một tháng qua, Simon có một đứa học trò học bơi mới, trạc tuổi Dũng, dân da trắng. Anh nhìn người thiếu niên thoáng thoát sải tay bơi trong hồ mà nhớ tới Dũng ngày nào, thân hình rắn chắc thon gọn, đôi mắt ngây thơ hiền lành đầy ước mơ, ngước lên nhìn anh dò hỏi, bơi có đúng không? Đôi môi mỏng rụt rè ấp ủng tiếng Pháp. Trong khi đó, ngoài biển Marche, trên những con sóng nhấp nhô, Dũng lại can đạp lao mình bơi. Mình mặc bộ đồ nhảy che phủ kín từ đầu xuống chân, chỉ chừa mặt từng sải, nó cố gắng bơi đã mấy tiếng đồng hồ, xung quanh chỉ toàn là sóng nước, không thấy bờ bến đâu. Thình lình trước mặt, một chiếc tàu khổng lồ của anh hiện ra dài bè bè lật thật trên nước. Trên nóc tàu là cờ anh phấp phới như chào mừng. Trời đất bập vừng vụ nhiều mây đen kéo tới. Trời biển xám mờ mịt, Dũng ngóc đầu lên, gương mặt ngây thơ non nớt của nó bỗng sáng ngời xa xa. Trước mặt nó chừng 600 mét dài đất liền hiện ra lờ mờ trong sương chiều. Mưa lất phất rơi, bọc một chiếc thuyền
đi tuần trạm nhỏ Sơn Trừ Yêu Khê S75 đã xuất hiện chiếc thuyền di chuyển vù vù, một viên hải quan trông thấy một thân người bị bọt lội xa xa kêu lên ầm ĩ rồi chạy đi kêu đồng bạn soạn cuộc dập dình, hai bàn tay gầy ốm của đứa trẻ sắp đạt hy vọng từng xạ từng xạ, hai bàn chân đeo chân vịt nhấp nhô. Một người thủy thủ xách phao đỏ chạy tới, một người khác xách súng trường chạy tới, ba người lao sao bàn tảng. Đèn trên cao bực sáng rực, cano hù lên một tiếng còi dài, trực chỉ chạy tới phía Dũng. Dũng nhô mình lên trên ngọn sóng, thấy mấy người tuần tiểu chạy với lực đực quay người lại, cuộn quýt bơi lui, hai chân vịt đập loạn xạ, rồi lặn hụp xuống dưới làng sóng dữ. Ba người anh trên tàu đăm đăm theo dõi tìm kiếm, đầu Dũng cũng lại nhô lên, tay tiếp tục bơi được một chút lại cút lặn sâu xuống biển. Một trong ba người chắc là viên chỉ huy thấy vậy, giang tay ra lệnh viên Hoa Tiêu ngừng chạy. Anh hét lên "Stop swimming, we will get you." Không có tiếng trả lời, mặt biển lạnh lùng vô tình, sóng khắp mọi nơi đã nhấp nhô vật vã, cái đầu người không còn nhô lên nữa. Ba người anh loay hoay nhìn từ phía hơn 10 phút vẫn không thấy tăm hơi gì. Simon hấp tấp lên đồn cảnh sát, viên cảnh sát trực gọi phone báo cáo Simon tới. Cảnh sát trưởng mọi lần vẫn nói chuyện với Simon xuống, đưa anh lên văn phòng hỏi. Tẻ ra ông là nhà bơi lội vô địch 400 mét của nước Pháp trước đây. Vâng, bây giờ ông mới biết tại sao ông không dự thi thể vận hội năm 2000. Bởi vì người huấn luyện tôi là cảnh sát, ông gọi tôi lên đây để chỉ hỏi về chuyện đó. Viên cảnh sát trưởng vô phòng mở một bộ hồ sơ ra, bước ra đưa Simon một cái ziplock trong có chiếc nhẫn vàng. Họ tìm thấy cái này trong người thằng bé. Có phải nó ăn cắp của anh không? Tôi cho nó. Sao? Nó có đi lọt không? Nó đi lọt. Simon cười nét mặt. Bọn ông cảnh sát rầu rầu, nghiêm nét mặt, giọng chuồn xuống. Anh Simon, tôi bảo cho anh một tin buồn, tuần tiểu anh đã đưa nó trở lại Pháp. Simon tại mặt, hiện giờ nó ở đâu? Ở đây. Viên cảnh sát trầm giọng trong một bọc ni lông lớn. Simon mở to mắt như nghe lầm. Họ thấy nó đang bơi cách bờ nước Anh khoảng 700 mét. Chưa ai đã có thể bơi xa được như vậy. Simon cúi xuống đất đứng như trời trồng. Hai ngày sau, xác Dũng được liệm vào quan tài, hạ huyệt trong nghĩa trang quần với sự chứng kiến của Simon, Michael và một vài người bạn. Một vòng hoa hồng vàng Simon order ở tiệm hoa đặt trước mộ nó, với hàng chữ "Vĩnh biệt em" bằng tiếng Việt. Kính thưa quý tín giả, trên đây là câu chuyện vượt biên của cậu thanh niên trẻ vượt biên từ Việt Nam sang Vương quốc Anh. Cậu trai trẻ đã bơi xuyên đại dương để tìm người yêu cư trú ở Anh quốc, nộp đường giá cho tổ chức là 5.000 đô la Mỹ, từ Quảng Ninh qua Trung Quốc sang châu Âu tới Pháp rồi bơi sang Anh quốc. Nhưng đại dương bao la, sóng biển chập trùng, thời tiết lạnh giá nên cậu trai trẻ chưa gặp được người yêu thì đã nằm xuống lòng biển lạnh, và xác cậu trai trẻ được cảnh sát Anh quốc trả lại về Pháp chôn cất. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý khán giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.